Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Trần Văn Hiền, 41 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ công an, là đối tượng không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài, Hiền đã mang một dao Thái Lan, một cưa sắt, một dao bọc giấy, rồi cắt dây điện chiếu sáng đường cao tốc nhánh A1, Dầu Dây, đường dẫn vào cao tốc Long Thành, Dầu Dây, ở khu phố Cần Cao Vân, thị trấn Dầu Dây, cắt 27 mét dây điện trị giá gần 6 triệu đồng, thì bị bắt.